Cái non thôi nhá. Vâng. Cái ra để hôm nào lấy về làm giống. Làm giống. Làm giống để trồng. Úi cha bị mắc kẹt rồi. Cho ba quy của con trước nhá. Vâng. Em có đây quy của con hay không á? Quy của mẹ để sau. Non thì lấy hết đi con nhá, mai nó ra đấy. Vâng. Nào. Có.
con vui của mẹ đưa đây. Ơ thế con vui cái gì? Thì con vui của con mà, nhưng mà để đây, hái vào vui của mẹ đi. Lấy con dao để đây. Đi cẩn thận nhé. Cái gì mà cứ nhanh 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 nhanh. Đi cẩn thận chứ. Nó đâu? Đó. Cẩn thận. Cho vào vui mẹ đi. Vâng, con vui thế thôi, tí nó nặng lắm. Được không? Thấy được không? Hả? Ủa? Cao quá không về tới tí mẹ hái cho. Hái cái thấp thấp là được mà. Hả? Con được hái cái cao. Hả? Hái cái cao á? Cái thấp hái được mà, để cái cao mẹ hái cho. Con vừa có tới đâu. Con vừa tới. Tới á. Con non là xanh lắm. Đây vui mẹ rồi. Chưa đây đâu, đi hái thêm đi. Hái thêm một tí nữa đây. Hái thêm một tí. Cha ra đó. Vâng. Ra ra cho đi. Được. Qua ra đằng đằng sau đi, không không có đường lên, lên không được. Chẳng thật lùng ngã nhá. Vâng. Trơn lắm thế.
Hùn là mưa đá. Hai ở đấy mình được mấy cây nữa. Nó rộng một tí tí chân thôi. Cho vào cái của con nhé. Và con chọn cái non non nhá, cái này của mẹ, mình chọn nắm da da nhá. Không, con chọn da da, mẹ nắm, mẹ cho bọn nắm non non đi. Thì con chọn da thì chọn da sao cho mẹ buộc. Ui, cái này vẫn còn non lắm, nó màu trắng rồi. Bó này của mẹ nó ra ra để mẹ ta ai lấy đi cho người ta ăn hạt này. Bố này anh lấy thì cho người ta ăn hạt thôi, ăn hạt nó càng ngon hơn. Cái
con đây. Hôm nay nhặt nó nhặt ngay. Đây, sao đầy vui rồi. Thế để một tí, thế để một tí tối về ăn nhé. Thế để một tí tối về ăn nhé. Đào để con xếp thì tối về ăn, để bao nhiêu thì tối về ăn. Nhanh bà, đây của con là ở trong vườn của mẹ. Nhặt từng bó ấy. Trơn hết thì còn em mình chị. Thank you.
Thank you.
đâu nhỉ? Ở Phú Yên à? Thank you.